Dạ mến chào quý bà con Rất vui khi được gặp lại quý bà con vào bản tin tối ngày 4 tháng 1 năm 2022 Bản tin hôm nay gồm có một số nội dung chính như sau Trong ngày, toàn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận thêm 431 trường hợp nhiễm Covid-19 Và ghi nhận thêm 15 ca tử vong vì Covid Vĩnh Long khẩn trương hoàn thiện y tế cơ sở khi dịch phức tạp Cả nước thêm 14.861 ca nhiễm Chà Vinh bổ sung thêm 6.867 ca. Trước tiên là bản tin dịch bệnh Covid-19 ngày 4 tháng 1 năm 2022. Từ 7 giờ sáng, toàn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận thêm 295 trường hợp nghi nhiễm mới. Trong đó có 168 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại huyện Tam Bình ghi nhận thêm 91 trường hợp, huyện Vũng Liêm ghi nhận thêm 45 trường hợp. Quyện Mang Thích ghi nhận thêm 32 trường hợp 73 trường hợp qua khám sàng lọc tại cơ sở y tế Trong đó, Trung tâm Y tế Quyện Long Hồ ghi nhận thêm 44 trường hợp Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ, huyện Vũng Liêm ghi nhận thêm 18 trường hợp Trung tâm Y tế Quyện Mang Thích ghi nhận thêm 9 trường hợp Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long ghi nhận thêm 2 trường hợp 54 trường hợp là F1 được cách ly tại nhà trước đó Ở huyện Tam Bình 45 trường hợp Huyện Mang Thích 7 trường hợp Huyện Chờ Ôn 2 trường hợp Tính đến 18 giờ cùng ngày Toàn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận thêm 136 trường hợp nghi nhiễm mới Trong đó có 74 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng Tại thị xã Bình Minh 50 trường hợp Huyện Bình Tân 24 trường hợp 14 trường hợp qua khám sàng lọc tại trung tâm y tế huyện Bình Tân. 48 trường hợp là F1 được cách ly tại nhà trước đó ở thị xã Bình Minh. Ghi nhận 36 trường hợp. Huyện Vũng Liêm ghi nhận 8 trường hợp. Huyện Bình Tân ghi nhận 4 trường hợp. Như vậy, cộng dồn trong ngày toàn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận thêm 431 trường hợp nghi nhiễm mới nha quý bà con. Tính từ đầu năm đến nay toàn tỉnh Vĩnh Long có 3.345 ca đã công bố, trong đó có 3.329 ca trong tỉnh và 16 ca ngoài tỉnh. Bên cạnh đó còn ghi nhận thêm 431 trường hợp nghi nhiễm mới chờ Bộ Y tế công bố và cấp mã số. Hiện tại, toàn tỉnh Vĩnh Long có 407 người cách ly điều trị tại nhà là F0, 5 người cách ly tập trung là F1, 504 người cách ly tại nhà là F1 trong ngày có 359 bệnh nhân khỏi bệnh và ghi nhận thêm 15 ca tử vong. Tổng cộng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Vĩnh Long đã có 60 ca tử vong, trong đó có 2 ca là người ngoài tỉnh. Thông tin chi tiết 15 ca tử vong trong ngày như sau. Trường hợp thứ nhất, bệnh nhân nữ 69 tuổi, có địa chỉ tại huyện Long Hồ, tử vong tại bệnh viện phổi Vĩnh Long. Trường hợp thứ hai, bệnh nhân nữ 93 tuổi có địa chỉ tại huyện Vũng Liêm tử vong tại bệnh viện phổi Vĩnh Long trường hợp thứ ba bệnh nhân nữ 63 tuổi địa chỉ tại thành phố Vĩnh Long tử vong tại trung tâm hồi sức covid 19 Vĩnh Long trường hợp thứ tư bệnh nhân nữ 59 tuổi địa chỉ tại huyện Tam Bình tử vong tại trung tâm hồi sức covid 19 Vĩnh Long được chuyển từ Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ, huyện Vũng Liêm. Trường hợp thứ 5, bệnh nhân nam, 53 tuổi, địa chỉ tại huyện Tam Bình, tử vong tại Trung tâm Hồi sức Covid-19 Vĩnh Long, được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Tam Bình. Trường hợp thứ 6, bệnh nhân nữ, 86 tuổi, địa chỉ tại huyện Long Hồ, tử vong tại Trung tâm Hồi sức Covid-19 Vĩnh Long, được chuyển từ Bệnh viện Giải chiến số 5. Trường hợp thứ bảy bệnh nhân nam 81 tuổi, địa chỉ tại huyện Tam Bình, tử vong tại trung tâm hồi sức Covid-19 Vĩnh Long, được chuyển từ trung tâm y tế huyện Tam Bình. Trường hợp thứ 8, bệnh nhân nữ 71 tuổi, địa chỉ tại huyện Long Hồ, tử vong tại trung tâm hồi sức Covid-19 Vĩnh Long, được chuyển từ trung tâm y tế huyện Long Hồ. Trường hợp thứ 9, bệnh nhân nữ 67 tuổi, địa chỉ tại huyện Dũng Liêm, tử vong tại Trung tâm Hồi sức Covid-19 Vĩnh Long, được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Tam Bình. Trường hợp thứ 10, bệnh nhân nam, 93 tuổi, địa chỉ tại thành phố Vĩnh Long, tử vong tại Trung tâm Hồi sức Covid-19 Vĩnh Long. Trường hợp thứ 11, bệnh nhân nữ, 79 tuổi, địa chỉ tại thành phố Vĩnh Long, tử vong tại Trung tâm Hồi sức Covid-19 Vĩnh Long. Trường hợp thứ 12, bệnh nhân nữ 77 tuổi, địa chỉ tại huyện Dũng Liêm, tử vong tại trung tâm hồi sức COVID-19 Vĩnh Long. Trường hợp thứ 13, bệnh nhân nữ 65 tuổi, địa chỉ tại huyện Dũng Liêm, tử vong tại nhà. Trường hợp thứ 14, bệnh nhân nam 67 tuổi, địa chỉ tại thành phố Vĩnh Long, tử vong tại nhà. Trường hợp thứ 15, bệnh nhân nam 44 tuổi, địa chỉ tại thành phố Vĩnh Long, tử vong tại nhà. Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, người từ 18 tuổi trở lên trong ngày không có tiêm vaccine, cộng dồn đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận 1.606.152 người, trong đó mỗi một có 770.601 người, chiếm tỷ lệ 99,9% mũi 2 có 748.655 người chiếm tỷ lệ 97,4% mũi nhắc lại có 54.297 người chiếm tỷ lệ 7,06% mũi bổ sung có 32.599 người còn đối với người từ 12 đến 17 tuổi trong ngày không có tiêm vaccine cộng dồn đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận 177.356 người trong đó mỗi một có 91.093 người chiếm tỷ lệ 99,35 phần trăm mỗi hai có 86.263 người chiếm tỷ lệ 94,08 phần trăm tiếp đến là bài tin Vĩnh Long khẩn trương hoàn thiện y tế cơ sở khi dịch phức tạp liên tục những ngày qua Tỉnh Vĩnh Long ghi nhận số ca mắc COVID-19 vượt mốc 1.000 ca, đứng hàng cao nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nguyên nhân không chỉ do ý thức của người dân còn lơ là, chủ quan mà còn một vấn đề đang cấp bách hiện nay là nhiều trạm y tế ở tuyến cơ sở không có người chỉ huy là trưởng trạm. Thực hiện F0 điều trị tại nhà là gánh nặng cho trạm y tế cơ sở. Tuy nhiên, thiếu người chỉ huy ở tuyến cơ sở sẽ là một trong những nguyên nhân khiến cho công tác phòng chống dịch ở địa phương càng khó khăn hơn. Số ca mắc liên tục tăng cao. Những ngày đầu năm 2022, số ca mắc COVID-19 ở Vĩnh Long tăng cao và vượt mốc 1.000 ca trên ngày. Theo báo cáo của Bộ Y tế, chỉ trong ngày 1 tháng 1 năm 2022, toàn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 1.223 ca mắc mới, đứng thứ hai cả nước, chỉ sau Hà Nội là 1.748 ca. Còn ngày 2 tháng 1 năm 2022, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận thêm 1.280 ca, đứng thứ ba cả nước, sau Hà Nội và Hải Phòng. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long, từ ngày 16 tháng 12, Đến ngày 29 tháng 12, toàn tỉnh có 10.631 trường hợp xác định dương tính với virus SARS-CoV-2. Trung bình có 760 ca trên ngày, trong đó có 153 trường hợp tử vong, tỷ lệ tử vong là 1,44%. Toàn tỉnh hiện có 16 cơ sở điều trị F0 với quy mô 4.910 giường bệnh, chuyên sơ cấp cứu, hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 theo mô hình tháp 3 tầng. Trong đó, tuyến tỉnh, 9 cơ sở điều trị quy mô 3.930 giường bệnh, tuyến huyện, thị xã, thành phố, có 7 cơ sở điều trị quy mô 1.280 giường bệnh. Các bệnh viện còn lại đang tiếp tục ra sót, bố trí sẵn thêm 40% giường bệnh cho Covid-19. Từ khi thực hiện cho F0 được cách ly và điều trị tại nhà đến nay, Vĩnh Long có hơn 8.600 trường hợp điều trị F0 tại nhà hoặc nơi cư trú. Do đó, nhiệm vụ của trạm y tế cơ sở ngày càng nặng nề hơn. Ngoài 107 xã phường thị trấn có trạm y tế, đến nay Vĩnh Long cũng đã thành lập 95 trạm y tế lưu động với 427 nhân viên để phụ trách quản lý, chăm sóc và điều trị F0, F1 tại nhà, lấy mẫu người mắc COVID-19 trên địa bàn phụ trách. Tuy nhiên, trong thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long còn hàng chục trạm y tế vẫn chưa hoàn thiện về nhân sự. Vấn đề này đã gây áp lực cho nhân viên của trạm và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch ở địa phương. Cụ thể như huyện Long Hồ có 15 xã thị trấn thì có đến 9 đơn vị trạm y tế xã chưa có trưởng trạm. Nhiều trạm y tế xã không có trưởng trạm thời gian khá dài. Trước tình hình này, Quyện Long Hồ đã vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, hỗ trợ trang thiết bị y tế cũng như bổ sung nhân lực ngoài ngành để hỗ trợ ngành y tế để quản lý F1 và điều trị F0 tại nhà tốt hơn. Theo bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long, ông Bùi Văn Nghiêm cho biết, trong tình hình cấp bách, chúng ta cần xem xét 3 trường hợp có thể bổ nhiệm trưởng chạm lúc này là cho thiếu bằng trung cấp chính trị vài tháng nhưng phải đủ về chuyên môn hai là nếu chạm không đủ tiêu chuẩn, tiến trên sẽ điều động bác sĩ về chạm. Thứ ba là nếu phó chạm ở đó đủ điều kiện về chuyên môn nhưng thiếu một, hai tháng nữa nhận bằng hoặc học xong thì tôi cũng đề nghị phân công quyền trưởng chạm một vài tháng để đủ điều kiện bổ nhiệm trưởng chạm. Không lý do gì chúng ta để thiếu Không có chỉ huy thì sẽ có lãnh đạo để chỉ huy, không có chỉ huy rồi ai chỉ huy ai trong lúc khó khăn này điều hành rồi trách nhiệm sau này xảy ra sự cố ai là người chịu trách nhiệm chúng ta phải phát huy trách nhiệm của người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về vấn đề quản lý điều trị bệnh điều động lực lượng y tế tất cả phải khẩn trương đáp ứng nhu cầu nhân sự cho trạm y tế để ứng phó tình hình khẩn cấp như thế này trong tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2022. Tiếp đến là thông tin. Trong ngày, cả nước ghi nhận thêm 14.861 ca nhiễm COVID-19. Tỉnh Trà Vinh bổ sung thêm 6.867 ca bệnh. Trong số 14.861 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối nay, có 14.829 ca tại 60 tỉnh thành. Trà Vinh đăng ký bổ sung thêm 6.867 ca Trong ngày cả nước có 224 ca tử vong Hôm nay Sở Y tế tỉnh Trà Vinh đăng ký bổ sung thêm 6.867 ca Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 Sau khi gà sót bổ sung đầy đủ thông tin Như vậy tổng cộng hôm nay Bộ Y tế công bố 21.728 ca nhiễm trong đó có 21.696 ca trong nước. 24 giờ qua, số ca nhiễm cả nước giảm 1.087 ca so với ngày hôm qua. Trong đó, có 10.864 ca cộng đồng. Số còn lại là trong khu cách ly và khu phong tỏa. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với số ca nhiễm trong ngày cao nhất từ trước tới nay, gần 2.500 ca. Trung bình Số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.687 ca trên ngày. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 25 ca COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tại Quảng Nam 14 ca, thành phố Hồ Chí Minh 6 ca, Thanh Hóa 2 ca, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng mỗi nơi 1 ca. Như vậy thì với việc tỉnh Trà Vinh bổ sung thêm 6.867 ca thì hôm nay là tỉnh Trà Vinh là đứng thứ nhất của cả nước nha quý bà con với 7.063 ca nhiễm đứng thứ nhì là Hà Nội 2.499 ca đứng thứ ba là tỉnh Tây Ninh 916 ca thứ tư là tỉnh Khánh Hòa 797 ca đứng thứ năm là thành phố Hồ Chí Minh 664 ca Vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ một số thông tin chính trong ngày 4 tháng 1 năm 2022 để gửi đến quý bà con. Bản tin hôm nay của mình đến đây cũng đã kết thúc. Mến chào tạm biệt quý bà con. Hẹn gặp lại quý bà con vào bản tin tiếp theo.